Tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, quận Ô Môn đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh tăng cường tuyên truyền sâu rộng và các biện pháp phòng chống dịch để người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, Công an quận Ô Môn và các phường thường xuyên tuần tra kiểm soát, thành lập nhiều chốt kiểm tra việc chấp hành chỉ thị 16. Trong những ngày nghỉ lễ, các ngành chức năng quận Ô Môn kiểm tra xử lý vi phạm hành chính 79 trường hợp với số tiền 349 triệu đồng. Quận cũng đã tổ chức phát phiếu đi chợ, mỗi hộ dân chỉ được đi chợ 2 lần một tuần theo khung giờ khác nhau. Các điểm bán hàng theo mô hình chợ ra phố đều có lực lượng chức năng hỗ trợ giám sát, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch.